quang cuốn, tình tin đồn của Linh Ngọc Đàm có cuộc sống vương giả, thu nhập siêu khủng ở tuổi 22. Được biết đến rộng rãi sau khi nhận lời tham gia series Anh Trai Em Gái cùng Linh Ngọc Đàm, quang cuốn đã bén duyên với nghề streamer và theo đuổi sự nghiệp từ đó. Dù có tuổi đời rất trẻ, nhưng nam streamer này lại có trong tay khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Một mức thu nhập khủng từ nghề streaming, xa hơi tiền tỷ và trang cá nhân có tới 2,1 triệu lượt theo dõi. Trước khi được nhiều người biết đến, Quang Cuốn từng làm nhân viên kỹ thuật cho Uyên Pu và Linh Ngọc Đàm với mức lương chỉ 2,5 đến 3 triệu đồng một tháng. Sau khi bén duyên với ngành streaming, Quang Cuốn trở thành hiện tượng và đang là streamer, YouTuber có tiếng. Anh chàng sở hữu kênh YouTube đạt 1,38 triệu lượt đăng ký, một con số mà bất kỳ streamer trẻ nào cũng mơ ước. Trong giới streamer, Quang Cuốn không quá đình đám như Linh Ngọc Đàm hay Miss Thi, thế nhưng thu nhập của anh chàng cũng không phải dạng vừa. Theo nguồn tin cho hay, anh chàng là một trong những streamer của Việt Nam trở thành đối tác của Facebook Gaming với mức lương hàng tháng dao động từ 8.000 đến 12.000 USD, khoảng 185 đến 275 triệu đồng. Hiện tại, Quang Cuốn cũng livestream ở kênh YouTube. Tuy chưa có số liệu thống kê thu nhập rõ ràng, nhưng với tầm ảnh hưởng cộng với lượng người theo dõi lên đến 1,38 triệu thì chắc chắn số tiền anh chàng kiếm được cũng rủng rỉnh. Bên cạnh làm streamer, Quang Cuốn còn là YouTuber với nội dung vô cùng đa dạng như reaction, vlog đời thường, review gaming gear. Theo thống kê của trang NoSinfluencer, mỗi video trên YouTube sẽ mang lại cho Quang Cuốn gần 17 triệu đồng. Đâu chỉ dừng lại ở đó, việc sở hữu hai kênh social lên đến con số triệu người theo dõi còn là mỏ vàng cho anh chàng, giành được các hợp đồng quảng cáo từ nhãn hàng. Mới đây, trong group về marketing và KOLs còn truyền tay nhau mức giá quảng cáo của Quang Cuốn. Cụ thể, nhãn hàng sẽ phải trả 25 đến 30 triệu đồng cho một lần book Quang Cuốn chụp ảnh đăng bài quảng cáo trên fanpage hoặc YouTube hoặc livestream quảng cáo sản phẩm. Đặc biệt, với các nhãn hàng muốn sử dụng hình ảnh Quang Cuốn trong 3 tháng thì số tiền phải bỏ ra là 75 triệu đồng và bên cạnh đó sẽ có những thỏa thuận riêng. Không chỉ dừng ở việc stream hay làm video YouTube, Quang Cuốn còn thử sức trong mảng diễn xuất, tham gia tiểu phẩm, phim ngắn. Chúng ta có thể điểm qua vài tác phẩm có sự góp mặt của Quang Cuốn như sitcom Học Đường Gen Z TV siêu quậy 12E2, phim ngắn của Liên Quân Mobile Giải Cứu Phỏ Mã. Đây cũng là nguồn thu nhập tương đối của anh chàng. Song song với livestream, Quang Cuốn còn có niềm đam mê đặc biệt với công việc DJ và điều này đã thu hút thêm một lượng lớn fan. Quang Cuốn từng thật lòng chia sẻ về niềm đam mê. Streamer là chặng đường đầu tiên, còn DJ mới là đích đến. Quang Cuốn đầu tư hẳn bàn DJ rất hoành tráng, hơn 100 triệu đồng ngay tại nhà để phục vụ cho việc học tập, làm nhạc. Bên cạnh đó, Quang Cuốn là cái tên bắt buộc phải nhắc tới khi nói đến những streamer có những outfit ấn tượng. Anh chàng không hề ngần ngại chi tiền vào những bộ đồ hiệu đắt đỏ hiếm có. Tuy theo đuổi lối ăn mặc đơn giản, thoải mái, nhưng nếu bóc giá từng món đồ thì không hề đơn giản chút nào. Được biết, Quang Cuốn chơi rất thân với Linh Ngọc Đàm, thậm chí cả hai còn sống chung nhà ở Sài Gòn. Cách đây không lâu, nhân ngày sinh nhật của nữ streamer, Quang Cuốn đã dành tặng người bạn chiếc áo của nhãn hiệu Supreme. Quá vui sướng trước món quà, Đàm Tổng đã gọi anh chàng là True Love, tình yêu đích thực của đời mình. Nhiều cư dân mạng sau đó đã không khỏi suýt xoa khi biết Linh Ngọc Đàm có một người bạn thân chất lượng như vậy. Bạn thân nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Cũng muốn có một người bạn khác giới bên mình cả thanh xuân như vậy. Anh Quang mà cứ quấn chị tôi như vậy bảo sao bà mãi chưa lấy chồng. Nhiều bạn thì cho rằng việc có được bạn thân khác giới đã là khó, nhưng tìm thấy một người bên mình cả thanh xuân như Quang Cuốn và Linh Ngọc Đàm thì thật đáng ngưỡng mộ. Trong dịp sinh nhật 22 tuổi của Quang Cuốn, nam streamer bất ngờ chia sẻ rằng mình muốn sớm lấy vợ và yên bề gia thất. Tuy nhiên phản ứng của Linh Ngọc Đàm lại rất bất ngờ. Linh Ngọc Đàm lập tức phản đối mong muốn lấy vợ của Quang Cuốn. Theo đó, nữ streamer này cho biết mình vẫn muốn sống chung nhà cùng Quang Cuốn và dù có lấy vợ cũng chung một mái nhà. Nếu như điều này không được thì sẽ mua hai căn nhà ở cạnh nhau vì muốn gần nhau nhất có thể. Quang Cuốn cũng đồng ý với điều kiện của Linh Ngọc Đàm và khẳng định sẽ làm như lời đã hứa. Do quá thân thiết, Linh Ngọc Đàm và Quang Cuốn thường xuyên bị nghi là một đôi. Tuy nhiên, Linh Ngọc Đàm đã khẳng định chuyện của mình với Quang Cuốn chỉ là quan hệ chị em như người trong gia đình. Cả hai rất hợp tính và không có chuyện tình cảm nam nữ.